Ông này ông Hòa này lại cứ với thằng Khóa 18 với thằng hai người thì với nhọ nhưng với ông Hòa là đã Hòa khóa 18 rồi, nó chuẩn bị ăn mừng rồi vậy sẽ khóa 18 á, lần đó ông nó là cứ là sẽ được dính này rồi chứ hiện còn này võ nhân cái gì hết mà bỏ anh là chạy cái là pi đó, tức là vận động hành lang nó chạy qua về khóa kia là rỉ tai nó bỏ mà gọi nhận dính hơn hơn 11 triệu là cũng nhiều á. chắc khóa 18 họ đi cả khóa đó là mà À, giờ mà thua. không thua. À, giờ mà thua. Anh chuẩn bị vậy sợ khóa 18 chuẩn bị rồi đó mà thua khóa 20 này. Anh là lấy cái số à. Cái số thằng nhận được là được à. Nhưng mà khóa nó em nó khóa nó thương khóa 20. Cái khóa khóa 21, 22, 23, 45, 6, 7, 8, 9, 30 rồi đưa nào học được kinh doanh cho anh là thật thật. Đây này, ngồi em thấy thầy bạn này, dễ trời cho anh ngồi này. Đó, À ờ, vậy bạn đưa đó, ngồi thầy. thế Bạn đưa thầy. cho vừa mà cũng mang À, mà đồ cũng bán giấy rồi, rồi dễ sợ. nữa Mà không biết gì hết rồi á. ông chồng đâu Nè nè. Chồng gọi đây này, bà đây này. Thằng chồng rồi rồi. Tức cười đấy. Hai ông này ở Pháp này. Ở Pháp ở Bỉ qua. Đây này, thằng chồng đây này. Còn bà đây này, thằng chồng đây này. Mọi đây này, đây. Mà tội lắm, đi đâu cũng xách tay vợ đi hết rồi, tôi sợ bà lạc à. Đó rồi mang đi tầm À, bậy đưa mà. Anh cũng cũng không, anh cũng không biết để trao ra anh cũng cũng rơi cho không biết cái hết vậy sợ Dạ thì mình đang đi ai lại xe cho mình đi nữa. không biết nữa, anh cũng không theo dõi đây ông tổng hội trưởng này bà chánh này bà này ba bà chánh này bà trẻ lắm khỏi chuyện nó khỏi chuyện nữa. Thằng đó là thủ khoa ở khóa 20 này, thằng có tinh gần này, là thủ khoa đó. Đây là vợ thằng Đức này, người Đức, người thằng Đức, San Jose. Người mà mặc áo xanh đi để làm chi? Thì phụ nữ làm việc đó, phụ nữ làm việc là vợ của bảy ông mà mặc áo xanh đấy chứ ra cái đoàn của phụ nữ làm việc. Bà Phúc nữa bà cũng mang bảo nó có việc ở đây đi. Chụp hình nó cười rồi Bà ấy nên bà biết chụp hình chụp đâu rồi à, mấy bà mới kéo vô cho bà có bà việc đi nha đây phải đây từ này đó, đó người ta kéo bà vô cho bà đâu có việc kia mà à, cái hội trường nó lợi vậy sợ không à nó vô ngồi cho nghe có ngồi mấy cầm mấy người người đó đấy hả ừ vậy sợ không.
Vậy sao thấy uổng hay? Đóng vậy sao lắm. Cái này mạnh ngang ngươi. Còn trường nó mơ việc bao nhiêu mà kệ nè. Vừa được 3-4 ngàn ngươi không? Có đâu này. Ông thì ông đợi đề cử ra mà ông khóc này, ông về này, về người Huế mới nè. Thằng cha là cũng ham như thằng nhận đó là thằng ham chức tổng hội trưởng lắm. Mà vừa rồi không không đề cử ông á. Cái thằng nhận đắc cử ông khóc. Đâu rồi người ơi. Vậy sao nó ham vậy, sao nó ham chức vậy nè, còn cái tay thôi vậy. Thằng này ở Đức này, ông đây khóa 19 này ở Bỉ này, thằng này ở Đức này, thằng Nam khóa với anh này. Sao cô ra ứng cử mà khóc nè, phải ra ứng cử mới khóc chứ, nó ra ứng Vì không cử. ai đề kỵ á. Bao cấp trời ưa lắm, ưa có người đề cử mà Em ông anh tự ráng được à? từ được chứ mà sợ sợ mất cỡ Thế nhưng nhận được có ai để đưa à, chỉ ra? có ai mà đề nghị cái là mà ra có bạn đề cử thì ok, nhưng mà sẽ ra sẽ mất cỡ đó, chúng nó không nói mà đặt thì mất cỡ. Hai chị này khóa mới này, chị cần này. À, Missouri á. Bà thiện này vui lắm. Bà thiện này ở phòng với anh này. Bà qua bà thuê xe. Rồi bà lại cho ba rồi một đứa đây đi. Giỏi à. Ta đã đi đâu là cứ bà chở đi thôi, khỏe. Ông này này, ông đang cứ mà đặt này. Ông Hòa rồi. Ông cũng buồn không? Buồn, mặt buồn quá. Ôi trời, ông kêu anh tới, ông ôm đồ rồi là để ông lại cặp trên với anh á. Mà mình với thằng Nhẫn là cũng khóa nó ra mà mình bỏ thằng Nhẫn được. Đừng ông bầu cho con đừng ba có được bầu không? Không Đừng ba được bầu không? không, không, không.